Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Minh Motor xin kính chào quý khách. Công ty động cơ điện Minh Motor xin kính gửi tới quý khách hàng tư liệu kỹ thuật motor 3 pha công suất 38 kW hay còn gọi là 50 mã lực. Sản phẩm nhập khẩu mới 100%, sản xuất theo công nghệ Úc, tốc độ 1475 vòng trên phút, tua chậm 4 cực điện, khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 225 mm, đường kính cốt trục là 55 mm, cường độ dòng điện định mức ampe cho phép là 40,4 ampe khi đấu sao, 70,2 ampe khi đấu tam giác. Quý khách có thể xem hộp cực điện như sau. Sản phẩm có hệ số bảo vệ bụi và nước IP55, có thể bảo vệ motor với những hạt bụi và nước cực nhỏ. Motor có chế độ làm mát toàn phần cấp chịu nhiệt F. Nhờ cấu tạo bằng tôn silicon xanh cán nguội tạo từ trường ổn định, sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Để tiện việc lắp đặt, quý khách nên lưu ý trên chân đế khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 286 mm, khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 356 mm. Với motor có mặt bích hay còn gọi là mặt mâm, đường kính mặt bích là 450 mm. Sản phẩm Minh Motor được phân phối tại 45 tỉnh thành trong cả nước. Thương hiệu Minh Motor được đăng ký độc quyền với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xin trân trọng được phục vụ quý khách. Xin cảm ơn.